Từ chuyến tàu sinh tử Train to Busan đến thử thách thần chết 2, 49 ngày. Đây là người đàn ông bảo chứng thành công phòng vé và gia tăng cổ phiếu cho các bộ phim ma. Dĩ nhiên là trong tháng 10 ngập ngụa ma cỏ ngoài rạp chiếu này, xin chào Việt Nam, anh sẽ lại hội ngộ chúng ta trong một bộ phim ma mới. Ma Đồng Xuất. Ý tôi là bạn ma phiền toái. Nếu bạn đã từng rơi nước mắt với Ma Đồng Xuất dũng cảm hy sinh thân mình trước lũ zombie để bảo vệ vợ con và cả đoàn tàu, bạn từng sụt sùi cảm động khi nhìn cảnh chú gia thần dễ thương tan biến trong thử thách thần chết 2, và bạn đã từng rỡ hết da gà khi anh chàng cơ bắp ngầu lòi vật rớt đài với chú Tây Đô đập chìm bẹp lũ xã hội đen Trung Quốc, thì trong bạn ma phiền toái cảm đang là bạn sẽ thất vọng. Lần này ông cùi bắp dữ lắm. Chắc do hai lần trước ông chú quốc dân bị ám ảnh tâm lý, phim chưa hết thì mình đã chết, nên lần này tuy làm võ sư judo Tây Đô judo vậy chứ tâm hồn mong manh lắm cơ. Một chuyện lạ rơi cũng làm anh hoàng sợ, nói chi là nguyên câu ma rụng vào cuộc đời anh Ma Đồng Xuất luôn. Đã sợ ma lại còn bị ma ám, rạp phim còn có quốc tang để nghỉ chứ ảnh là không được tha ngày nào. Ma đu ảnh từ phim này qua phim khác luôn, đúng là cái họ hại cái thân mà. Nói tới con ma lần này đu bám ảnh, đích thị là Kim Yong Quan. Lần trước yêu hụt chị đẹp Park Bu Yong, lần này kết duyên cùng cô nàng Lee Yu Yong. Wow, mấy người tên có chữ Yong ai nhìn cũng hát tuổi hết vậy ta. Chắc mai mốt lấy nickname ngáo đời Yong quá. Nói chung là chú cha ma gì mà cao ráo đẹp trai muốn rụng trứng. Mấy oppa chơi kỳ, từ thần chết đến ma cỏ toàn sói ca không. Kiểu này mấy bánh bèo chuyển hộ khẩu xuống dưới hết quá. Tuy nhìn ảnh ốm yếu sida vậy đó, chứ thích song pha hiến máu ghê lắm. Phải cái tội vô dụng từ thời đi học tới giờ vẫn còn đó. Cũng may là từ thời cấp sách tới trường, anh đã rút được kinh nghiệm bài học do tầm đầu của mình chỉ dạy. Cho nên hai anh đụng nhau cái đùng thì nó thành ra vậy luôn nè. Anh Ma Đồng Xuất vốn ngầu biết nhiều, đập một phát chết zombie, đập hai phát dẹo luôn xã hội đen, gồng một tay giật sập xe hơi. Tới The Rock còn hứng thú thách đấu với ảnh nữa mà. Badass in your arm looks crazy big. I don't know if I would win, but I'm happy to try and arm wrestle you. Sau bộ phim này á thì ảnh tìm thấy chính mình ha. Ảnh nuôi cơ bắp chỉ để bọc con gái cưng của mình thôi mà. Ôi trời, con bé nhìn cũng không khác gì con ma nhỏ luôn. Diễn viên chính. Ba của con là ma. Bạn trai tôi là ma. Bạn trai tôi là ma. Và bạn trai tôi là ma. Trong bộ phim Mama Mia, bạn ma phiền quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Like thì bấm một cái được rồi, chứ share bao nhiêu lần cũng được nha bà con. Hãy ủng hộ kênh Ngáo để có những video clip ngáo hơn. Hẹn gặp lại ở clip ngáo tiếp theo nha. First one, 난 달라 다른 놈들과는 달라. Punk은 내겐 다가 아니야 그깟 달라. 난 달아올라 네 사랑에 목말라. Hát gì thấy ghê quá.